Đây là cây RB107 của Roland mới ra. Thì cái dòng này được nâng cấp từ cái dòng RB102. Về đại khái thì thằng này nó có mang cái thiết kế nó kiểu như nó bo tròn và nó kiểu như nó yểu điệu hơn. Không giống, nó không có bo những cái góc cứng giống như cây 102. Đây là cây 107, nó sẽ bo chỗ này ha. Cái gỗ này nó sẽ làm cứng cáp hơn ha, giống như gỗ thịt vậy đó. Nó cứng và nó bền hơn, nó nặng hơn nữa. Thì tổng thể là như vậy. Nó được biết cái tiếng là nó sử dụng cái thằng này giống như mấy thằng dòng HB ấy, để nó đỡ cái giá nhạc, không bị gớt cái giá nhạc, hớt cái nhạc ra. Có cái là thằng này nó giờ nó không làm bằng bằng gỗ nữa mà nó làm bằng nhựa. Thì thiết kế những cái đầu kết nối ở bên trong nè. Bây giờ ngày xưa thằng RB102 á thì nó sẽ nằm ở dưới đây. Bây giờ là nó nằm ở trên đây, nó đem lên dưới đây nó nằm. Pedal này kia thì nó cũng vậy thôi. Về cái ngôn ngữ thiết kế thì này nó có sự chênh lệch một chút xíu. Phút bấm bây giờ nó cũng làm giống như cái dòng HB ấy. Bao tròn. Rồi một tí mình sẽ cho các bạn xem cái so sánh âm thanh. Đó, đây là cái RB102 nè. Ngôn ngữ thiết kế này là tất cả là vuông hết. Pedal thì nằm dưới, thì tất cả những cái phụ kiện ngày xưa giờ nó vô nó gom ở dưới đây. Còn bây giờ nó gom ở phía sau. Công suất của thằng RB107 là 8W, còn thằng RB102 là 6W. Nó xài nguồn của lăng là U1, còn 107 là sẽ xài U5. Đại khái là như vậy, sự khác biệt là như vậy. Bây giờ mình sẽ thử cái tiếng cho các bạn nghe nha.